cái mô mà bao quanh cái sụn á, có thể mình sẽ bác cắt bỏ một phần đi và mình sẽ tạo một cái đường hầm mới. Cái đường hầm này nó không có đúng, cho nên khi mình bật cái sóng mũi này nó chạy qua chạy lại vì nó không đủ sâu. Cái hầm nó phải nằm dưới cái màng xương. Thì khi mình đút cái cây sụn phía trên mà hôm qua bác giải thích á, cái sóng mũi thì mình làm bằng cái sụn skiform, thì mình đút vô nó nằm im nó thôi. Còn toàn bộ cái hầm, cái đầu mũi mà hôm qua bác giải thích á, thì mình sẽ làm bằng sụn của mình. Sụn của mình là gì? Thứ nhất ở đây nó có hai cái sụn cánh. Cái đầu chủm này nó sẽ có một cái sụn vách ngang. Nhưng vì cái sụn vách ngang mà nó ngắn quá, nó thấp quá, cho nên bây giờ hiện tại là người ta phải đút cái đó vô người ta nâng lên. Thì do đó mình sẽ bọc lộ hết cái vách ngang. Mình đọc lộ vách ngang xong rồi mình kiểm tra cái chân đế của vách ngang, có nghĩa là cái vách ngang nó bám vô cái xương ngang ở dưới này nè ha. Thì do đó mình sẽ coi cái vách ngang của mình á, nó có đủ chắc hay không, nó có đủ dài hay không, nó có bị xiên vẹo gì hay không. Và mình sẽ lấy một ít vách ngang để mình ghép vô cái đầu trước của nó. Cái phía trước mình nó hơi ngắn, mình để cho nó dài ra chút xíu. Nó thấp mình ghép cho nó cao lên chút xíu. Nếu cái vách ngang đủ thẳng, đủ để mà làm. Khi nào mà khe đó nó không đủ nữa thì lúc đó lấy sụn sườn. Rồi sau khi mình khép như cái vách ngang vô rồi, nó tạo một cái vững chắc ra nè, thì cái sụn cánh mình sẽ đưa nó nâng lên để mình ghép nó dính với cái sụn vách ngang đó, mình khâu nó vô để cho nó tạo thành cái hum, tạo được cái đầu mũi. Sau khi như vậy thì mình sẽ lấy một cái sụn tay, mình bọc phía trên nó. Thì tới cái sụn tay đó mình bọc thì mình cũng giữ mà. Giờ tí ở đây nè, hôm qua là tính có thể là mình sử dụng cái mega đâm, nhưng mà mình lâu nay thì bác hay làm mình cứ mở trung bì. Tức là tí cái vú mình á, cái dầu mà mình cắt mình bỏ đi thì mình lấy cái trung bì mình ghép lên cái đỉnh, mình phủ nó lên trên một lớp nữa nha. Thì để cho nó cái đỡ cái đầu mũi mình nó không có bị đóng đỏ, nó không có bị tiêu sụn nhiều ha, mà nó vẫn bảo được cái độ cao lâu dài ha. Đó là cái cách mình sẽ làm. Ok ha. Không có lo lắng gì ha. Cái mũi á là nó cũng sơ dữ lắm. Mà các bác nghĩ là cái cơ địa. Cơ địa ví dụ như mình là một cái cơ địa da nó không có sáng màu. Da nó dài. Thì thường những người như vậy thì nó cái sự tăng sinh mô sợ cái gì nó cũng nhiều hơn người bình thường. Mũi thứ hai, cái mũi bác nghĩ là nó phù hợp với một cái câu chuyện là em nói đó, trước đó là em đã làm một lần rồi. Rồi sau đó em phải làm lần nữa. Thì khi mình càng can thiệp mà mình, trong cái bài bác viết đó, khi mình can thiệp mình phẫu tích, mình đốt nhiều này, mình xâm lấn nhiều, cắt mô nhiều, thì nó sẽ càng sẹo nhiều. Cũng giống như một cái vết thương, mình lấy cái dao mà mình rạch rất là bén. Lúc nào đấy, không? Còn bình thường một cái mũi á, mà khi mình đặt đúng cái hầm của nó thì chỉ bật được cái đầu này thôi nè, chỉ có nó không, tới đây thôi, không? Còn tay này nó phải vững vàng, nó không có bị chuyển động. Còn này bật qua này, bật nó qua này, không? Còn đây chưa? Bật cái này qua thì cái đuôi sóng nó chạy qua đây. Bật cái này thì đuôi sóng nó chạy qua đây. Vì sao? Cái sóng này người ta đặt cái hầm nó nông quá, nó không có nhíu màng xương, không? Cái này nó tụt ra tụt ra này cũng không? Đấy, bắt con nó có sóng nó lực lực này hả, không? Rồi thứ hai này, cái đỉnh mũi này nó đang bị cao quá, nó phải tí nó phải nằm đây và đây nó bị đổ sóng rồi, không? Nhìn nghiêng á, thấy cái mũi không, nó ngắn này, đúng là cái đỉnh mũi nó phải xuống đây, có nghĩa là nó phải xuống này xíu này, đây nó bị ngắn mất rồi, nó bị ngắn, đỉnh mũi nó phải nằm đây này, còn bây giờ nó đang nằm đây này, không? Cái mũi bị hít nha, gọi là mũi ngắn, mũi hít, cái mình phải kéo dài ra thêm. Bị thương nó cũng đẹp đấy. Một cái vết thương té xe ngoài đường hoặc bầm dập lúc nào nó cũng xấu ấy, thì cái mũi hôm qua rất là sơ đó, nhưng mà cũng ổn, không vấn đề gì, nên thời gian làm hơi lâu. Thứ hai, một cái mũi sơ như vậy thì phẫu tích nó sẽ nhiều hơn, tách nó nhiều hơn, cho nên nó hơi sưng hai bên này, đó cũng bình thường thôi, đừng lo lắng quá nha. Còn ví dụ những người khác ăn nước đá được hả bác? Cái này thì em chườm lạnh thôi, chườm lạnh thôi, chườm mát lên lạnh thôi, rồi tự động sau 5 ngày nó tan đi. Thường thường cái mũi nó sẽ sưng nhiều vào ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ba ngày, ngày nay là nhiều nè, ngày mai bắt đầu nó giảm hơn nè, ngày mốt nó giảm hơn nè, bữa kia giảm hơn nè, sau 5 ngày bắt đầu nó sẹp hơn nhiều nè. Đừng lo lắng, có giải thích cho đừng lo lắng. Thứ hai á, nó sơ quá cho nên khi mình vén lên để mình thấy cái cấu trúc á, thì nên chỗ này nó hơi sưng nè, hơi đỏ xíu, không sao hết nha. Còn cái lỗ tai mình lấy sụt vậy nó có ảnh hưởng nhiều không? Không có sao hết, sụp hay không sao hết, không có sụp xí cái chỗ đó bình thường. Đừng lo. Còn cái ngực em là một bên nó bị bể. Một bên nó bể rồi, nó bể nhưng cái này mình nghĩ là nó bể lâu lắm rồi. Bể lâu lắm rồi hả bác? Đúng rồi, tại vì cái tổ chức mô hôm qua trong đó nó có những cái tăng sinh, cái mô ở trong á. Nó dần nó tăng sinh theo cái diện những cái dạng polyp á. Có nghĩa là cái dịch á. Cái tức nó làm cái bản chất dịch á. Cái bản chất của cái dịch gel á, nó tiếp xúc trực tiếp.
với cái bao cái bốc khác, nó có lan ra cho nên nó làm cho mình rộng hơn, không nó không đi ra khỏi ngoài đó được. Thở thở thông không? Không, thở miệng đi, thở miệng đi, thở như vậy. Đâu không nói.